Nhân đến bây giờ Nhân mới nói được cái kế hoạch này, có nghĩa là bởi vì đặt bút, anh ta được đặt bút ký. Xin chào mọi người. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Vợ chồng nhà Nhân GB. Thì hôm nay Nhân sẽ cho anh Tệ Rư ăn, đó chính là gà hấp không cần nước. Và Nhân sẽ nói ra một bí mật cũng như là một cái kế hoạch của hai vợ chồng Nhân rất là to lớn. Thì đến ngày hôm nay thì Nhân mới có thể nói ra được. Nhưng mà để ăn xong nha cả nhà, bởi vì bụng đói thì nói nước miếng cứ tứ tứ ra. Nên là Nhân sẽ ăn xong và Nhân sẽ nói cho cả nhà nghe. Thì xin mời cả nhà ăn cùng với hai vợ chồng nhà Nhân nha. Itadakimasu. Bây giờ để Nhân cắt gà. Đây, Nhân cái xé gà để cho cả nhà xem nha. Trời ơi, tao nói ngon cả nhà ơi. Ui, nguyên một cái đùi. Cả nhà nhìn đây. Ui, thấy chưa? Bên này nữa. Tại nó xé tới đâu là nước miếng nó mồm nó tứa ra lúc đó. Đấy, nhẹ nhàng thêm cái đùi nữa. Đó, bên này tiếp nha cả nhà. Xé luôn nha. Xin mời cả nhà. Xin mời cả nhà. À. Xin mời cả nhà. À, xin mời cả nhà. Itadakimasu. Hai, taro tabete. Rồi, đây mình. Cái đùi này nó to hơn nhưng đổi cho anh taro. Nè. Mời cả nhà nha, ăn cùng với hai vợ chồng nha. Ăn xong rồi có sức nhưng nói cho cả nhà nghe ha. Rồi ok, đây là hai chén nước chấm đã độc quyền thương hiệu. Nhưng làm nước chấm á thì rất là nhiều, được nhiều nhiều bạn, nhiều mọi người ăn thử qua rất là khen. Thì để coi lần này có ngon ha. Ui ui. Gà nó dai cái gì vậy? Ôi xí, cái nước chấm á. Suki, Taro Suki. Taro rất là thích ăn. Nước chấm á, nó chua cay cay. Và đặc biệt là nó không, nói chung là vừa, cái gì cũng vừa đủ là nó ngon. Ôi gà, cái nhà đúng là kiểu là đúng gà ta luôn á nhà. Nên là nó ngon. Giờ không biết diễn tả từ ngon nó làm sao cho cái nhà nghe hiểu. Gà chấm thêm miếng mắm nữa. Thấy mười ông mặt trời luôn cả nhà ơi. Rất là ngon lắm. Nấm. Nhân không biết nấm này gọi là nấm gì, cả nhà nhìn giùm Nhân coi. Nhân mua nấm, Nhân thích ăn nấm nhưng thật sự là phân biệt cái từng loại nấm. Nhưng nấm là Nhân thua nha. Ví dụ như nấm đâm cô hoặc nấm đùi gà thì Nhân biết, hoặc là nấm kim chi. Còn nhiều là thua hết hả. Ngon ngon. Nhưng mà là bắp cải mini nè cả nhà. Ngon. Cắm tới đâu nó thấm tình gia vị, nó ngon. Quá xé luôn nha. Nó ôi xìa. Rồi nó thử ăn thử ra. Ngon. Ôi xìa. Cho nó đùi gà á. Cái thịt này nữa nè. Này nữa nè. Nó. Ôi ôi. Ôi ít bay nè Tero. Tero xin mời. Ừ. Để mình ăn cắn nha cả nhà. Mình ăn xong một con cái mình quen con nữa.
Đánh nè. Gà này là anh tại đây anh chà rửa anh cố gắng chà rửa lắm đó. Nhưng mà chê nha, vẫn còn lâu nha, tại đôi mì tế. À, mà chút thôi chứ luôn. À, mấy điểm? Mấy điểm? Mấy điểm? Mấy điểm? Vậy là giờ cho mấy điểm? Mười điểm. Hả? Mười điểm. Mười điểm? Nói nữa. Năm điểm. Năm điểm không được. Một điểm. Hả? À. Đếm ba điểm. Ba điểm. Ok, ba điểm ok. Ồ. Hồi nãy mình khen trời ơi người Nhật người ta kỹ càng rồi ha, thấy xong thấy cái lông là thấy trời ơi thiệt, tôi khen quá tôi bị ô về luôn rồi. Đúng ăn mấy cái này ăn với nấm đó nha. Cái cảm giác là cái này nó dai, nó có gia vị, xong ăn cái nấm nó lạc. Chấm vô nữa, nó hòa quyện vô ăn rất rất là ngon luôn cả nhà. Hai ba vô nấm nè. Ừ. Hai ba. Ba. Vô nấm đùi gà. Cái đùi bên này nó bự ghê lắm nè. Nắm đùi gà bên này nè, to. À, gồm bên này sao? Ngon. Cái đó cho chồng những cái đùi gà. Anh Tài Rư ảnh nè, anh thích ăn món này lắm đấy nè. Cái đó ta bẹp hết. Vô này một cái đùi gà luôn nha. Vỡ một cái đùi luôn. Ăn xong rồi nhanh nhanh để vô câu chuyện cho cả nhà đợi cũng đã giờ rồi đúng không? Đợi nhau xíu. Đi kìa, đi kìa luôn. Đi kìa đi kìa. Ướp cái hấp này nè, thông thường á nó sẽ ướp những cái gì mà nó khô có nghĩa là sao, nó không có nước, cái giống như là nước mắm đó rồi nha, sẽ không ướp đâu, bởi vì khi hấp á nó sẽ chảy ra nước rất là nhiều á, nên là nhân thường hay có suy nghĩ là khi ướp mà đồ hấp á là nhân sẽ dùng bằng gia vị khô đó. Nên là hôm nay Nhân dùng bằng tất cả gia vị khô, nhưng mà vị thịt, vị đồ nó thấm vô gia vị rất là ngon cả nhà. Vừa ăn luôn. Đấy. Chồng ơi. Vợ nói nha, hồi nãy xưa nè, vui nè, ok, ok, bây giờ Nhân sẽ nói ra là cái kế hoạch rất là to lớn, và cái này á thì nó khi mọi người nghe cái vấn đề này thì sẽ có hai luồng ý kiến, một cái đồng ý ý và một cái là không đồng ý, nhưng mà dù có như thế nào đi nữa thì cũng mong là mọi người sẽ ủng hộ cái ý kiến hai vợ chồng đã quyết định đưa ra đó. Thì bây giờ Nhân sẽ nói nha. Thì anh Tài Rư có cái suy nghĩ này rất là lâu rồi, từ lúc mà và cũng như là có cái quyết định này cũng rất là lâu rồi, là từ lúc mà Nhân quyết định là Nhân về Việt Nam làm em bé. Thì ở trên cái đoạn đường Nhân về làm em bé trong cái kế hoạch á là chỉ có một mình Nhân đi thôi, là anh Tài Rư anh sẽ ở bên Nhật,
Còn Nhân ở Việt Nam, anh Tài Rư sẽ đi làm. Còn Nhân ở Việt Nam nhưng làm em bé. Nhưng mà suy nghĩ, anh Tài Rư suy nghĩ rất là nhiều. Và anh Tài Rư chọn quyết định là anh Tài Rư sẽ nghỉ việc làm và không đi làm nữa, là bỏ công việc. Là công việc của anh Tài Rư á, thì anh Tài Rư làm kỹ sư Toyota. Lương, để Nhân nói cái mức lương anh Tài Rư cho cả nhà nghe, thì để cho cả nhà hiểu luôn. Thì mức lương, bạn nào chưa biết thì anh Tài Rư làm mức lương từ 150 triệu đến 200 triệu một tháng. Tùy dao động, có lúc tiền Nhật á, nó lên nó xuống, nhiều lúc nó xuống. Nó xuống thì nó rẻ, kiểu là như vậy, nhưng mà dao động từ cho 100 đến 200 triệu đi, nhưng tính dao động như vậy đấy. Và cái mức lương đó là anh Tài Lương nếu mà ở bên Nhật á thì là gọi là đủ ăn, đủ uống và dư ra luôn. Và khi mà anh Tài Lương quyết định như vậy, và anh Tài Lương theo cái nghề Toyota này á là 5 năm. Sì gỗ tô 5 năm. 20 năm rồi. Anh Tài Lương làm là 20 năm, hơn 20 năm rồi. Là 5 xài cả rồi sì gỗ tô. Anh Tài Lư khoảng 22 tuổi là anh Tài Lư sẽ vào công Toyota làm. Và đến bây giờ là anh Tài Lư quyết định dừng công việc, là anh Tài Lư muốn đồng hành cùng với Nhân. Thật sự là khi mà anh Tài Lư quyết định á, thì Nhân cũng suy nghĩ rất là nhiều. Anh Tài Lư nói là bây giờ là vợ về Việt Nam sẽ có một mình thôi. Mà khi có em bé thì cả nhà cũng biết là Nhân á, là bị Nhân bị hiếm muộn. Và đặc biệt là Nhân bị hiếm trứng, có nghĩa là Nhân không có trứng. Nhưng trứng coi như là về là không ạ, về là không có luôn ạ. Có nghĩa là người ta không là không có, thì Nhân đang là ở mức là 0,2, còn một vạch nữa là tới số 0 là Nhân hết trứng. Thì cái quá trình của Nhân thụ tinh đó, nó sẽ kéo dài lâu hơn người ta. Đó chính là người mà có trứng á, thì người ta chỉ cần một lần chọc trứng thôi là người ta có thể lấy trứng nó ra làm phôi được rồi, tạo thành phôi, tạo với tinh trùng, mix với tinh trùng làm phôi được rồi. Nhưng còn với Nhân thì Nhân phải làm nhiều lần, có nghĩa là chọc một lần xong rồi chọc thêm nữa, và mấy lần thì mình không biết, có thể là 2-3 lần, 4-5 lần thì mình không có biết nha. Nếu mà mình chọc một cái mà có đủ số trứng cho một lần á, thì vấn đề mà chọc đến khi nào có đủ số lượng trứng nhiều á, thì có nghĩa là chọc đến khi mà có trứng, thì có trứng xong là sẽ tạo phôi, có nghĩa là anh Tài Rư có tinh trùng là mít vô luôn, là tạo phôi, là chữ đông luôn đó, là cứ làm liên tiếp nhau như vậy. Vì bác sĩ cũng không cam kết là Nhân có được trứng hay là không. Nếu mà không có trứng thì bắt buộc là Nhân phải xin hiến tặng trứng của người nhà, hoặc là nói là hiến tặng thôi, chứ mình nhờ ai đó cho mình trứng để mà mình mang bầu. Thì cái trường hợp đó thì là mình bỏ ngoài lề đi. Còn nếu mà Nhân vẫn muốn lấy trứng của Nhân thì bác sĩ vẫn làm theo cái đường lấy trứng của Nhân, và bác sĩ sẽ cố gắng sao lấy trứng của Nhân cho bằng được. Thì khi để mà có trứng một cái thì anh Tài Rư có mặt tại ở Việt Nam để lấy tinh trùng và mít lại tạo thành phôi chữ đông. Và những lần như thế anh Tài Rư đi làm thì anh Tài Rư sẽ không được nghỉ, cả nhà, không được nghỉ nhiều như vậy để quay về Việt Nam cùng với Nhân. Và như vậy rất là phiền đến công ty, và những cái bạn mà làm chung phải phụ thuộc vào anh Tài Rư. Đó thì khi mà anh Tài Rư quyết định nghỉ làm á, khi mà anh Tài Rư quyết định nghỉ làm á, hai vợ chồng Nhân thật sự luôn, Nhân khóc nhiều lắm. Bởi vì sao? Bởi vì Nhân chưa bao giờ nghĩ là một người đàn ông họ quyết định từ bỏ cái công việc mà mình rất yêu thích, rất là đam mê. Cả nhà không hiểu anh Tài Rư đam mê công việc, rất là đam mê. Nhân nói cho cả nhà theo dõi Nhân lâu sẽ biết là có những khi mà anh Tài Rư làm đến 12 giờ đêm, 1 giờ đêm anh Tài Rư mới về nhà. Không phải là vì anh Tài Rư tăng ca để có tiền, không phải là như vậy, nhưng vì là anh Tài Rư muốn hoàn thành một trách nhiệm của một người lao động của công ty, là một người là làm hoàn thành hết sức mình để mà gắn bó với công ty. Là anh Tài Rư rất là thương cái nghề kỹ sư của mình, rất là yêu thích đó luôn. Thì khi mà anh Tài Rư bỏ quyết định như vậy á, Nhân suy nghĩ rất là nhiều. Hai vợ chồng đánh tư tưởng nhau suy nghĩ rất là nhiều. Và Nhân nghĩ gì nè, tiền thì vấn đề tiền thì không nói rồi. Hai vợ chồng Nhân á, có nhiều thì ăn nhiều, có ít thì ăn ít, miễn là hai vợ chồng cùng nhau có một đứa con, đó là ước nguyện của hai vợ chồng. Nhưng mà Nhân về Việt Nam một mình á, thì anh Tài Rư anh nói á, là anh rất là lo. Thứ nhất là Nhân về mấy tháng thì không biết nữa, rồi cứ để vợ một nơi, rồi chồng một nơi, rồi lấy khi Nhân bầu bì đẻ thì làm sao, kiểu anh Tài Rư nghĩ sâu xa. Rồi cuối cùng là anh Tài Rư đã quyết định là chọn phương án là nghỉ làm. Thì tất nhiên là cái tiền lương hưu của anh Tài Rư á thì nó bị gần như là mất. Có nghĩa là đáng lẽ nếu mà anh Tài Rư làm đến năm 60 tuổi, 65 tuổi là anh Tài Rư được nhận khoảng số tiền rất là lớn,
tiền lương hưu. Nhưng mà bây giờ thì anh Thầy Lương nghỉ giữa chừng thì cái tiền đó coi như là gần như là mất, cũng có sẽ có nhận nhưng mà số tiền ít thôi chứ không không được hoàn nhiều như cái số tiền mình làm đến 65 tuổi mình nghỉ đó. Và đặc biệt là cái công việc anh Thầy Lương này kia thì cũng sẽ mất hết đó. Thầy Lương á, anh Thầy Lương buồn một mà trong lòng nhân thấy buồn đến 10 lần. Và nhân kiểu là stress á, không phải là stress về anh Tài Lương như thế nào, nhưng mà nghĩ là anh Tài Lương anh thương mình quá, rồi anh chọn việc làm vì mình vì con mà anh đánh đổi cái công việc của anh á, anh yêu thích á, cái Nhân cũng buồn. Xong anh Tài Lương anh cũng nói với Nhân nhiều lắm, anh nói là không có gì mà phải buồn hết, bởi vì tiền có thể kiếm ra được, công việc cũng có thể kiếm ra được, nhưng cái mà hai vợ chồng Nhân chưa có thể kiếm ra được đó chính là đứa con. Và cái nguyện vọng có đứa con á là ở Nhân áp lực Nhân nhiều, Nhân mong muốn có em bé, thế nên là anh Tài Lương cũng kiểu là đồng lòng cùng với hai vợ chồng á, kiểu là thương rồi, xong rồi kiểu cách là anh sẽ vì Nhân hết tất cả. Cả nhà chưa bao giờ Nhân nghĩ Nhân sẽ yêu một người mà họ vì mình đến 100% là như vậy. Cả nhà nhìn thấy là những video anh phụ giúp Nhân thì cái đó bỏ qua lề đi, cái quan trọng là anh dành tất cả công sức, anh đặt hết con người anh vào Nhân đó, thì cảm giác là thấy thương lắm. Thì Nhân đến bây giờ Nhân mới nói được cái kế hoạch này, có nghĩa là bởi vì đặt bút, anh ta được đặt bút ký nghỉ làm luôn thì Nhân mới dám nói đó. Tài Rư, để Nhân hỏi Tài Rư là lý do tại sao anh Tài Rư lại chọn Nhân cho cái nhà, cho cái, để anh Tài Rư nói nha. Tài Rư tại sao Tài Rư xin của tôi và mê tà nữa nên để nên để nên chọn là ác chồng mà luôn chứ nên chọn là một người gì ít ta là ít có thể chỗ rồi 那咱还必须答应你哟。嗯。那个叫么？我哩，他知道个啦。嗯。嗯，咱讲那个叫么啦？该知道个啦。嗯。那咱讲多，我也让的。啊，就讲，ありがとうね。嗯。ありがとう，讲呢。还有来，我一个人，带点回忆，他们也。忙过的人生。 Thế nên là Nhân cảm giác là anh Tài Lương làm gì cho bất nợ cái nhà, bất nợ anh Tài Lương. Và mỗi lần bây giờ anh Tài Lương nghỉ làm thì anh rất là kiểu là anh nhớ công ty, anh nhớ cái công việc thường làm á. Thường thì anh sẽ mở mấy cái đồ robot của anh ra, mấy cái đồ mà dạng như để dùng để làm robot, anh sẽ mở ra xem. Xong anh còn nói với Nhân gì nè, anh nói là tao khi mà vợ mà đẻ em bé mà quay về Nhật lại thì những cái lúc mà ngày nghỉ thì nhớ cho chồng quay lại công ty dùng chơi với bạn chồng nha. Ừ, thì anh Tài Lương cứ làm những cái gì mà anh Tài Lương thích đó. Tại vì anh Tài Lương quyết định nghỉ làm đó là một cái quyết định rất là lớn, lớn lao cả một cuộc đời của người ta để dành cho mình hết rồi. Thì đến bây giờ thì cái nhiệm vụ của Nhân đó chính là sống tốt của một bổn phận của một người vợ, đó là sống hết lòng vì anh Tài Lương. Ngược lại cũng giống như vậy á. Thì anh Tài Lương nghỉ làm á cả nhà, công ty cũng có nói là anh Tài Lương có thể quay trở lại làm với danh nghĩa là không còn là sếp, không còn là sếp, không còn là ở một cái chức vụ như ngày xưa nữa, là anh Tài Lương sẽ về chức vụ thấp hơn và tiền lương cũng sẽ thấp hơn. Nhưng mà anh Tài Lương nói ok cũng không sao hết, hai vợ chồng chỉ cần hai vợ chồng có em bé và niềm vui, hai vợ chồng cùng nhau đi đâu cũng sẽ có đồng hành cùng nhau, đó là một cái niềm vui rất là lớn rồi đó. Còn mà về Việt Nam, nếu mà tìm được công ty kỹ sư Toyota gì đó mà anh Tài Lương có thể làm được với mức lương bao nhiêu cũng được, chỉ cần cho anh Tài Lương vui là Nhân cũng sẽ cố gắng Nhân tìm. Anh Tài Lương thì đã có kinh nghiệm hết rồi, mọi thứ đã có rồi, giờ chỉ cần là chỉ cần là anh Tài Lương có một công ty, ai mà nhận anh Tài Lương ở Việt Nam để cho vợ chồng Nhân cùng với ở với nhau nữa, là cùng nhau ở Việt Nam, cùng nhau đồng hành cùng với nhau là quá ok luôn á nha. Hay Tài Lương tạm biệt đấy. Cho nên là đó là cái quyết định mà Nhân thật sự tối nào Nhân ngủ á, phải nói chứ tối nào Nhân ngủ hai vợ chồng Nhân ôm anh Tài Lương là Nhân kiểu như khóc, mà anh Tài Lương không biết là tại vì khóc là thứ nhất là thầm cảm ơn là anh Tài Lương đã chọn mình, thứ hai là anh Tài Lương luôn nghĩ mình là cái gì đó không thể thiếu cho cuộc sống của anh Tài Lương, còn hơn cái anh Tài Lương theo học kiểu như là bỏ mười mấy năm, mấy đâu mười mấy năm đã theo học, cuối cùng học ra có cái bằng, mọi thứ, có một cái công ty mà mình ao ước, vô được công ty mình ao ước, cái cuối cùng tự nhiên vì vợ mà nghỉ á, cái mình cảm thấy mình có lỗi, xong rồi
cứ ấy nấy lương tâm hoài á. Nhưng mà anh Tài Lương nói đừng có anh vậy nữa, bởi vì quyết định nghỉ là do anh Tài Lương mà, và hai vợ chồng cùng nhau cố gắng. Từ giờ là hai vợ chồng tiền bạc hay mọi thứ thì hai vợ chồng có thể là ít hơn, nhưng mà hai vợ chồng nhân sẽ cố gắng, có thể là dung lại mọi thứ với nhau, có thể là ấy lại, chứ không sẽ không vì vấn đề tiền mà sẽ cãi nhau hay gây gỗ với nhau thì chắc là sẽ không có. Nhưng mà trước mắt là cái vấn đề là lương hay này kia, anh Tài Lương đã giờ đã không còn thì tiền anh Tài Lương cũng sẽ không có nhiều, nhưng mà ngược lại là hai vợ chồng nhân sẽ cùng đồng hành với nhau trên những chặng đường phía trước nữa, và tương lai là hai vợ chồng sẽ có nhau, và khi có em bé cũng sẽ có nhau. Mong là cả nhà nghe được cái tin này thì cả nhà ủng hộ anh Tài Lương, cả nhà đừng có kiểu như theo cái chiều hướng là không đồng ý á, thì nói những cái lời nặng lời á, anh Tài Lương đọc được anh Tài Lương cũng buồn á. Hay hay, cảm ơn, cảm ơn mấy quý thế nên là thương anh Tài Lương. Arigato nè, arigato. Nhưng nói thế này là cũng hết rồi, cả nhà cũng hết lòng của Nhân rồi. Chuyến đi về Việt Nam lần này sẽ có anh Tài Lưu đi cùng với Nhân nữa. Thì chuyến đi về Việt Nam lần này sẽ có anh Tài Lưu đi về cùng với Nhân nữa, đồng hành cùng với Nhân trên chặng đường là hai vợ chồng sẽ tìm ra một Tài Lưu con và Nhân con. Dù là có trứng của Nhân hay là trứng của một người lạ nào đó thì Nhân vẫn chấp nhận để được làm mẹ cho anh Tài Lương, sẽ là được làm ba. Thế nên là Nhân sẽ dù bất kể lý do nào đi chăng nữa, Nhân cũng sẽ được mang bầu. Dù là trứng của người lạ hay trứng của Nhân hay trứng của bất kỳ ai thì Nhân cũng mong là Nhân sẽ được có một thiên chức làm mẹ đó. Thì Tài Lương, Tài Bé Rứa nó rồi nói giờ nãy giờ cũng nhiều cả nhà. Nhân cảm ơn cả nhà rất rất là nhiều. Thì hôm nay hai vợ chồng Nhân cũng đã giải bày hết những cái tâm sự và những cái gì mà trong lòng Nhân và anh Tài Lương muốn nói hôm nay đến bây giờ mới có thể giải ra được. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và đồng hành cùng với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân. Nếu cả nhà thương yêu Vợ Chồng Nhà Nhân thì cho hai vợ chồng Nhà Nhân một nút like, một nút like, nút like. Một nút like, đúng rồi. Một nút chia sẻ kênh, một cái đăng ký kênh, một tay cò chia sẻ. Bye bye. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.